Thầy sẽ cùng các em chúng ta sang một số ví dụ sau đây. Tìm bội chung nhỏ nhất của 12 và 9. Ví dụ đây nhá, thầy nói nhá. Ví dụ 12 và 9 như số này chẳng hạn. Thì các em có thể dùng cách 2 bằng cách là nhẩm. Nhẩm là gì? Chúng ta lấy 12 nhân 1, 12 nhân 2, 12 nhân 3. Thì thầy thấy là 12 nhân 3 là bằng 36. Thì 36 chia cho 9 thì bội chung nhỏ nhất là 36. Có hiểu ý thầy chưa nào? Nhưng mà thầy thì không khuyến khích các em làm cách 2 mà các em nên làm cách 1 để các em quen với cách tư duy để các em làm tốt cái bài toán phức tạp hơn, được chưa? Nào, ví dụ nhá. Câu A là thầy yêu cầu là tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 12. Bây giờ làm sao để chúng ta tìm được bội chung nhỏ nhất của 9 và 12? Đầu tiên là ta có 9 của thầy bằng 3 bình. 12 của thầy bằng 2 mũ 2 nhân 3. Ok chưa? Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Vậy thì sẽ có là bội chung nhỏ nhất của 9 và 12. Thì các em liệt kê tất cả các cơ số. Đây thầy có cơ số 3, đây có cơ số 2, đây có cơ số 3 thì thầy có đây cơ số 2 và 3 này. Các em lấy số mũ cao nhất. Đây thầy có 2 mũ 2. Đây là mũ 2, đây có 3 và 3 mũ 2 thì đây 3 mũ 2.